Cách để tỏ ra mình bận rộn trong mắt sếp. Cách 1, tỏ ra mình mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Đầu tiên là mình phải lấy nước mình thấm lên hết nách với cổ với đầu tóc mình nè. Ủa, trời ơi, Cáo ơi, làm gì mà mồ hôi nhễ nhại, nghỉ một chút đi em. Thôi em làm xíu mà. Gì đâu, nghỉ đi, nghỉ đi. Cách thứ 2, mình đi thật nhanh từ bên này tới bên kia. Sao thằng này có vẻ chăm chỉ vậy ta, nhìn nó kiểu lúc nào cũng bận rộn vậy. Cách 3, lúc nào mình cũng dùng cái bàn tay, mình từ chối người ta. Ê, Cáo béo. Anh ơi, bưng nhầm ly nước nha. Thằng này làm nhiều lắm hay mà bận dữ vậy ta. Cách 4, dùng điện thoại chụp lung tung nốt cái này nốt cái kia lại. Anh làm gì em chụp dữ vậy? Mấy cái em cần nốt lại chị. Thằng này siêng dữ ta. Cách 5, sửa những thứ không cần sửa. Ví dụ cái ghế này nó đang bình thường thì mình đẩy nó ra chỗ khác. Xong cái mình sửa lại, vậy cũng là sửa. Giỏi ha.